Có một điều đặc biệt đang ẩn giấu trong khu nhà màng này. Những giàn nho đã bắt đầu ra quả. Ở nhiều địa phương khác, đây có thể là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng ở vùng đất cát Quảng Bình, với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên mưa bão, thì việc trồng nho thương phẩm là điều chưa ai nghĩ tới. Công ty Green Life 4.0 đã mất 2 năm thử nghiệm giống nho Pháp này. Trong hệ thống nhà màng hiện đại, có thể điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Nhiều công nghệ cao được ứng dụng như lưới cắt nắng, quạt đứng, quạt ngang, hệ thống tưới nhỏ giọt, phun sương. Kết hợp với việc sử dụng phân hữu cơ được chế biến từ nhà máy xử lý rác thải hiện đại, giúp công ty có điều kiện thử nghiệm những loại cây trồng khó tính nhất mà không ai hình dung có thể cho giá trị cao tại Quảng Bình. Ở đây mình đang có tất cả khoảng sử dụng tất cả hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới kép, tưới tất cả. Hiện tại có trên thị trường như thế nào mình đều ứng dụng hết để tìm cái nguồn nước đáp ứng đủ cho cây. Và hệ thống, tất cả hệ thống mái che phù hợp theo cái từng nhà màng, từng cái nhiệt độ của thời tiết ở Quảng Bình rất là khắc nghiệt. Hệ thống nhà màng công ty thì thực sự chưa được bậc nhất trong nước, nhưng mà ở khu vực miền Trung này khó tìm được cái nhà màng nào đảm bảo là đủ tiện nghi như thế này, có thể biến khí hậu ở Đà Lạt ở giữa đất miền Trung này. Công việc mà những kỹ sư của công ty này thực hiện suốt 2 năm nay là nghiên cứu thử nghiệm, vừa lai ghép, lựa chọn sàng lọc để tìm ra loại giống thích nghi tốt nhất với điều kiện ở Quảng Bình. Và những chùm nho này là một trong những thành quả của 2 năm đó. Sau khi thử nghiệm tại các nhà màng, những giống cây này được đưa ra trồng thực tế để kiểm nghiệm trên nền đất tự nhiên, chăm sóc đơn giản để tìm kiếm nguồn giống cây trồng tốt nhất, cho năng suất nhất và thích nghi với khí hậu khu vực này. Công ty hiện đang nhân giống nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao, vốn dĩ không hề phù hợp với điều kiện của Quảng Bình, như lan hồ điệp, dâu tây, sung mỹ. Quá trình thử nghiệm bước đầu đã thành công. Tiến tới sẽ ươm cây giống để cung cấp rộng rãi cho người nông dân áp dụng. Công ty Green Life 4.0 thì trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp, trên phương chí là muốn giúp người dân tìm những nguồn giống thích hợp nhất ở khu vực miền Trung này, nơi mà khắc nghiệt nhất, tìm nguồn giống tốt nhất để giúp bà con tìm cái trồng được cái sản phẩm đó, cải thiện với kinh tế. Chúng tôi cũng muốn họ biết đến nhà máy, biết đến công ty nhiều hơn, biết đến những phương pháp về ứng dụng công nghệ cao nhiều hơn, bởi vì là người tiên phong thì sẽ chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn vô hình chúng mà chúng ta không thể nói được, nhưng mà khi là có nhiều người biết đến và có nhiều người áp dụng thì dần dần những cái đó sẽ không phải là những thứ gì quá xa lạ với người dân, hay là cũng như với tỉnh thì thường những cái mới, cái lạ thì thường sẽ rất là gặp rất nhiều khó khăn. Thì nếu như mà tất cả mọi người đều biết đến, mọi người đều áp dụng thì nó sẽ dần trở thành một thứ gì đó nó đơn giản hơn, và chúng ta có thể đưa nó tới gần với người sống, đời sống nhân dân và đời sống của nông nghiệp hơn. Trong khu nhà màng của công ty cổ phần thực phẩm xanh Đông Dương, những mầm rau cải được trồng bằng phương pháp thủy canh bắt đầu mọc lên xanh tốt. Đây là một công nghệ hiện đại của Israel, được thiết kế gồm hệ thống đường ống giúp chia đều nước, các chất dinh dưỡng và từng gốc cây trồng. Áp dụng công nghệ này, đầu vào của từng gốc cây được kiểm soát tối ưu theo chu kỳ sinh trưởng, tạo ra những loại rau quả chất lượng tốt hơn và đảm bảo năng suất cao hơn. Khu vực ứng dụng công nghệ cao của công ty gồm 5 nhà màng, có khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ và ánh sáng thích hợp cho các loại cây trồng bên trong. Mỗi nhà màng có diện tích 2.500 m², nhưng chỉ cần duy nhất một nhân sự vận hành. Khi mọi khâu đã được tính toán và kiểm soát kỹ lưỡng theo quy trình, thì công việc hàng ngày không còn gì nhiều. Nhân công chỉ để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động trơn tru, từ dưỡng chất đến nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Công nghệ cao nhất của hiện nay đó. Cái công nghệ này thì nó có những cái tối ưu, một là cái dinh dưỡng mình đưa vào theo từng cái chu kỳ của cây mình kiểm soát được. Hai nữa nó hơn cái nhỏ giọt khi mình tưới xong là nó mất dung dịch, những cái này thì nó sẽ hồi lưu lại cái bể chứa. Rồi sau một quá trình thì mình kiểm tra lại cái nồng độ dung dịch, cái nồng độ dinh dưỡng của cây để mình bổ sung thêm cho nó phù hợp.
thành ra cái cây trồng nó luôn luôn có cái lượng dinh dưỡng tối ưu cho từng cái chu kỳ phát triển đó, thành ra là cái chất lượng quả này, cái năng suất nó cao hơn. Thật khó hình dung trên vùng đất khô cằn ngày nào, chỉ sau vài năm đã mọc lên những vườn cây tươi tốt. Khi mới bắt đầu canh tác ở đây, doanh nghiệp này phải khoan 10 cái giếng mới đủ nước để trồng cây. Nhưng bây giờ thì từ rau cải, dưa lưới, cà chua, mướp đắng hay thậm chí những loại cây ưa khí hậu mát mẻ như dâu tây, phong lan cũng đều ra hoa, kết trái. Một bình chủ yếu là đất gò đôi, đất đai rất là cằn cỗi. Nếu như mà canh tác trên cái đất sỏi này không thể trồng được những cái cây này, thì người Israel người ta trồng như sa mạc ấy. Nó cũng thế thôi. Tức là cái điều kiện để mà thổ nhượng nó không phù hợp với bất kể một cái cây trồng gì cả. Ở đấy thì ngoài trồng cái keo ra thì không cái cây tràm ra thì không trồng được cái gì nữa. Nhưng mà chỉ thấy trên cái vùng đôi mà xung quanh chỉ thấy trồng toàn tràm ấy. Nhưng mà ở đấy là có cái vườn cây rau củ quả rất là tươi tốt thế này, đúng không ạ? Thì đó là cái hiệu quả của ứng dụng khoa học công nghệ vô nông nghiệp. Vườn dưa lưới của hợp tác xã Hưng Loan đang vào mùa thu hoạch. Trên mỗi gốc cây dưa lưới, hợp tác xã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, đảm bảo lượng nước và dinh dưỡng vừa đủ cho cây sinh trưởng. Dưa lưới là loài khó tính, điều chỉnh không đúng lưu lượng nước hay phân, có khi phải bỏ cả vườn. Vườn dưa gần 3.000 gốc, chỉ thất thoát đi một cái là mất ngay vài trăm triệu. Nên chỉ có ứng dụng công nghệ mới giúp hạn chế được thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Ở Quảng Bình thì nói thực ra mà phát triển cái dưa lưới này nó vô cùng khó khăn chứ không phải là khó khăn nữa. Vì đặc thù thời tiết của Quảng Bình mình thấy nó khá là phức tạp. Cái ưa của dưa lưới là nó ưa nắng, ưa nóng chứ không phải là như thời tiết Quảng Bình mình đây thì mùa hè rất là nóng thì trồng nó rất ok, nhưng ví dụ như cái vụ xuân hè này thì cái thời tiết nó thay đổi rất là thất thường. Và khi thì nắng, khi thì mưa, khi độ ẩm nó quá cao thì nó sẽ rất là dễ gây cái bệnh cho cây dưa. Tuy nhiên với cái kinh nghiệm của mình và cái mình đã trồng ba bốn vụ rồi và mình có hướng để mình xử lý vấn đề đó, cho nên dưa lưới của mình hiện tại phát triển rất là tốt. Hệ thống hai nhà màng tổng diện tích trên 2.000 m² do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh hỗ trợ giúp khắc phục được sự thất thường của thời tiết, đảm bảo cây dưa luôn hưởng nhiệt độ và ánh sáng phù hợp nhất. Những vụ thu hoạch thành công mang đến cho bà con ở Quảng Bình cơ hội thưởng thức những quả dưa lưới giá thấp hơn nhiều so với dưa nhập ngoại mà rất thơm ngon bổ dưỡng. Những nỗ lực từ việc tìm tòi nghiên cứu trong nhiều năm mang đến những thành quả khó hình dung trên một vùng đất vốn chỉ là đất cát mênh mông trước đó. Mình muốn tạo một cái sự khác biệt ở đây và cái đó là mình đã nung nấu từ rất là nhiều năm. Bản chất ở cái vùng đất này là một vùng rất là khó khăn, nhưng mà mình mong muốn là tạo một sự khác biệt để phát triển. Chính vì vậy cho mình lựa cái khó để mình làm. Và từ cái khó thì sẽ nhiều người có thể là chưa làm tới thì mình có thể làm. Giai đoạn đầu thì nhiều người bảo là tôi, thậm chí xin lỗi, họ bảo là tôi bị điên. Nhưng mà khi họ không hiểu, chỉ khi mà mình làm tới đó rồi họ lại nghĩ khác về mình. Những ứng dụng công nghệ cao cùng những nỗ lực thử nghiệm tìm tòi của các doanh nghiệp và người nông dân đã mang đến những thành quả khó hình dung ở một khu vực vốn không hề thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Nhưng phải nói rằng, để có được những thành quả ngày hôm nay, doanh nghiệp hay những nông dân mạnh dạn đi đầu đều đã và đang phải khắc phục rất nhiều khó khăn, trở ngại. Mà một trở ngại lớn lại là thói quen sản xuất và tiêu dùng sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của chính người nông dân. Như trường hợp công ty cổ phần thực phẩm Xanh Đông Dương, đầu tư lớn để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Nhưng doanh nghiệp này xác định, những mùa vụ mà người nông dân sản xuất được thì mình phải sản xuất ít đi để giảm lỗ. Còn mùa mà người nông dân không sản xuất được thì mới tăng cường sản xuất nhiều trong nhà màng. Đồng thời, công ty phải tự xây dựng hệ thống siêu thị sạch trên địa bàn để tiêu thụ sản phẩm của mình sản xuất ra và cũng giúp tiêu thụ sản phẩm ứng dụng công nghệ cao của các đơn vị khác. Cái nhận thức của người tiêu dùng cho đến hiện nay, người tiêu dùng họ chưa phân biệt được đâu là cái sản phẩm sạch, đâu là sản phẩm trong bình thường.
trong cái này thì đầu tư rất lớn, phải đầu tư nhà màng này, đầu tư công nghệ này, đấy, tất cả mọi thứ mình phải đầu tư thì cái giá thành sản phẩm nó cao hơn. Thành ra là cái cách tiếp cận của thị trường hiện nay cũng rất là khó, tức là thị trường người ta đang khó chấp nhận cái giá thành của cái sản phẩm sạch. Nên thì tất nhiên là trong cái thời gian tới thì khi mà cái dân trí cao, cái thu nhập của người dân cao lên thì người ta cũng sẽ từ từ người ta nhận biết được, thì bọn tôi cũng chỉ đón đâu cái xu hướng đó thôi, chứ còn hiện nay làm nông nghiệp thì không có lại đâu. Việc tìm tòi nghiên cứu để phát triển các cái đối tượng cây trồng vật nuôi mới cũng giống như những cái quy trình canh tác mới thì bao giờ cũng tạo ra được cái sự chuyển biến, nhưng đồng thời với đó là cũng có thể có những cái nguy cơ là rủi ro do mình chọn phải những cái sản phẩm chưa có khả năng phù hợp với điều kiện thực tế của mình. Tuy nhiên cái việc này là chúng ta cũng cần phải khuyến khích để triển khai thực hiện, và ngoài sự nỗ lực của đơn vị thì cần có cái sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước thông qua các chính sách để thực hiện các cái mô hình nghiên cứu khảo nghiệm, để từ đó tuyển chọn những cái đối tượng cây trồng vật nuôi cũng giống như những quy trình canh tác mới để xác định những cái đối tượng phù hợp, quy trình canh tác có hiệu quả, từ đó khuyến cáo nhân rộng ra và để góp phần phát triển sản xuất của người dân. Nhờ sự nỗ lực đi đầu của các doanh nghiệp và những người nông dân dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách khó khăn, mà giờ đây ở Quảng Bình, những loại cây được coi là khó tính nhất cũng đã cho hoa thơm, trái ngọt. Cho dù khó khăn còn nhiều phía trước, nhưng xu hướng của nền nông nghiệp thông minh là tất yếu. Và nhờ những nỗ lực tiên phong ấy mà con đường đến với nông nghiệp 4.0 của đa số người nông dân sẽ được đẩy nhanh hơn và bớt khó khăn hơn.